Nửa đầu năm 2024 là một giai đoạn vô cùng náo nhiệt của màn ảnh Hoa ngữ, với nhiều tác phẩm nổi bật và trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi của khán giả. Gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã đưa ra danh sách 10 phim Hoa ngữ được đánh giá là thành công nhất trong 6 tháng vừa qua. Trong đó có sự xuất hiện của những cái tên quen thuộc, hãy cùng Cbiz Film điểm lại danh sách này nhé. Hoa Gian Lệnh là một bộ phim chế tác chỉ ở mức cấp A nhưng lại đạt hiệu quả phát sóng tương đương với phim cấp S. Sự thành công của Hoa Gian Lệnh phần lớn là nhờ vào sự đóng góp của yếu tố kịch bản, đầy mới lạ và lôi cuốn. Sau khi phát sóng trên nền tảng Youku, Hoa Gian Lệnh nhanh chóng cán mốc 10.000 điểm nhiệt và là bộ phim đầu tiên của Youku đạt được thành tích này trong năm 2024. Hoa Gian Lệnh kể câu chuyện về Dương Thái Vi do Cúc Tịnh Y thủ vai, một cô gái bị hủy hoại dung mạo nhưng rất bản lĩnh, biết khám nghiệm tử thi và có tài điều tra phá án. Quan Ngự Sử Phan Việt do Lưu Học Nghĩa thủ vai là thanh mai trúc mã với Dương Thái Vi, đã cùng cô đính ước bất chấp gia thế và ngoại hình. Phan Việt là người trong mộng của nhiều cô nương bấy giờ, đặc biệt là nhị tiểu thư của Thượng Quan gia là Thượng Quan Chỉ. Thượng Quan Chỉ vì muốn thành thân với Phan Việt đã ép Dương Thái Vi hoán đổi gương mặt với mình. Nào ngờ sau khi hoán đổi, Dương Thái Vi bị sát hại, Thượng Quan Chỉ, trong hình dạng của Thái Vi, lại chết thay cho cô. Dưới thân phận của Thượng Quan Chỉ, Dương Thái Vi quyết tâm tìm ra kẻ đứng sau hãm hại mình. Trong quá trình điều tra, cô và Phan Việt phát triển tình cảm sâu sắc hơn, cùng nhau khám phá những bí mật và tội ác bị che giấu. Hoa Gian Lệnh có thể không phải là một cú hích thực thụ hay quá bùng nổ đến mức tạo ra các đỉnh lưu mới. Nhưng xét về sự đầu tư cùng kỳ vọng ban đầu, đây vẫn là một bộ phim thành công và được khán giả đón nhận. Hoa Gian Lệnh nhanh chóng phá mốc 1 tỷ lượt xem chỉ sau một thời gian ngắn, trở thành phim thần tượng cổ trang phát sóng hiệu quả nhất quý 1 năm 2024 trên nền tảng Mao Gian, đồng thời lọt top 5 phim hot nhất quý 1 theo số liệu của Khốc Vân. Tích Hoa Chỉ. Khi vừa mới lên sóng, Tích Hoa Chỉ đã vấp phải hàng loạt lời chê bai, thậm chí nam nữ chính Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đều bị chê kém sắc, không hợp cổ trang. Thế nhưng sau khi phim chiếu được hơn 10 tập, nhiều khán giả đã bắt đầu quay xe, khen ngợi hình ảnh trong những tập sau đã có cải thiện hơn trước. Câu chuyện phim Tích Hoa Chỉ bắt đầu tại Hoa Gia, một gia đình danh giá có tới 4 người đỗ tiến sĩ làm quan lớn trong triều. Gia chủ Hoa Ngật Chính làm chức ngự sử, được sĩ phu cả nước ngưỡng mộ vì thanh liêm, thẳng thắn. Thế nhưng cũng vì những lời can gián ngay thẳng, ông khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ra lệnh bãi quan ba đời nhà họ Hoa, tịch thu toàn bộ gia sản, đồng thời bắt toàn bộ nam đinh từ 10 tuổi phải bị lưu đày ngàn dặm. Chỉ bởi một mệnh lệnh, cả gia tộc họ Hoa rơi vào cảnh lao đao, ê chề. Những gia đình thân thiết trước đây vì sợ bị liên lụy mà tránh họ như tránh tà. Hơn nữa, cũng bởi trong nhà giờ đây chỉ còn lại những vị phu nhân quen ăn sung mặc sướng lại chẳng có kinh nghiệm với cuộc sống mưu sinh, khó khăn càng chồng chất khó khăn. Giữa lúc này, đại tiểu thư Hoa Chỉ, do Trương Tịnh Nghi thủ vai, từ nhỏ đã hay bôn ba bên ngoài cùng ông nội. Ngày thường hay bị mọi người xem nhẹ vì không có phong thái của tiểu thư khuê các, lại trở thành niềm hy vọng cho cả gia đình. Hành trình của Hoa Chỉ cùng các thành viên Hoa gia cũng không hề dễ dàng, nhất là khi giữa họ còn có những hiểu lầm. Thậm chí, bản thân Hoa Chỉ cũng từng muốn rời bỏ Hoa gia để tự mình sống độc lập. Thế nhưng sau tất cả, thời điểm giông tố ập đến lại là lúc sức mạnh tình thân thể hiện giá trị của nó. Cũng trong khoảng thời gian khó khăn này, Hoa Chỉ đã tìm thấy ý trung nhân của mình, đó là cô Yến Tích, do Hồ Nhất Thiên thủ vai. Lần đầu tiên gặp nhau, cô tưởng rằng anh chỉ là một người lính mới trở về kinh đô từ phương Bắc lạnh lẽo. Thế nhưng thực ra, cô Yến Tích lại chính là cháu trai được Hoàng thượng nuôi từ nhỏ, hiện đang thống lĩnh tổ chức quyền lực Thất Tú Ti. Mang thân phận cao quý là vậy, tuy nhiên cô Yến Tích cũng có những nỗi niềm của riêng mình. Anh không có một gia đình êm ấm, em gái thực dược bị bệnh nặng, lại luôn đau đáu truy tìm sự thật về cái chết năm xưa của mẹ. Thất Tú Ti là tổ chức phụng mệnh Hoàng thượng tiến hành tịch thu gia sản nhà họ Hoa. Cũng vì việc này, cô Yến Tích thấy được sự kiên cường, khác biệt của Hoa Chỉ so với những nữ tử khác. Anh nhiều lần giúp đỡ cô, cũng được cô giúp đỡ. Trong quá trình này, một tình yêu dần nhen nhóm giữa hai người. Tân Sinh. Nội dung của phim Tân Sinh bắt đầu khi nữ phóng viên Hà San do Châu Y Nhiên thủ vai được mời tham gia lễ truy điệu của nam chính Phí Khả do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai. Cùng nhận được lời mời này còn có 5 người lạ mặt khác, họ đều là những người từng có bí mật trong quá khứ với Phí Khả. Tại buổi lễ, tất cả phát hiện ra thân phận của Phí Khả mà mỗi người quen biết đều không giống nhau. Cùng nhau, họ bắt đầu tìm lại ký ức về con người này để giải đáp thắc mắc trong lòng mình, Phí Khả rốt cuộc là ai? Ai là người nói thật? Ai là người nói dối? Ai mới là người quen biết với Phí Khả đích thực? Phí Khả bỗng nhiên biến mất khỏi cõi đời rốt cuộc đã đi đâu? Từng câu hỏi từng bước được gợi mở, từ đó, lớp màn che lấp chân tướng dần được vén lên, đưa họ lại gần sự thật, cũng như lại gần Phí Khả.
Thay vì đảm nhiệm vai trò phá án như mọi vai chính phim trinh thám thông thường, lần này Tỉnh Bách Nhiên sẽ đảm nhận vai người bí ẩn Phí Khả, ngọn nguồn những bí mật trong cốt truyện. Rốt cuộc Phí Khả là ai? Tại sao anh ta có nhiều vỏ bọc giả dối như vậy? Và vì sao không ai dám chắc Phí Khả mình quen là thật? Với độ dài 10 tập ngắn gọn và xúc tích, bộ phim được đánh giá là có tình tiết mới lạ và hấp dẫn, hình ảnh trong phim được chế tác tinh tế, nặng hơi thở u ám, đầy bí ẩn. Tân Sinh vì thế đã thành công khơi gợi lên trí tò mò từ khán giả và đạt được lượng người xem khả quan khi lên sóng. Phồn Hoa. Phồn Hoa là bộ phim nổi tiếng nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ trong nửa đầu năm nay. Với đội ngũ làm phim gồm đạo diễn Vương Gia Vệ cùng các diễn viên tên tuổi như Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên và Tân Chỉ Lôi, không có gì lạ khi nhiệt độ của Phồn Hoa luôn ở mức cao. Phồn Hoa cũng được đánh giá là bộ phim xuất sắc trên mọi phương diện, còn được xướng tên tại hạng mục phim hay nhất của Giải Bạch Ngọc Lan 2024. Phồn Hoa lấy bối cảnh đầu thập niên 1990 tại Thượng Hải, xoay quanh nam chính A Bảo, do Hồ Ca thủ vai, một chàng trai trẻ xuất thân trong một gia đình tư bản sa sút. Nhờ bản lĩnh và sự chỉ dẫn của một tiền bối lão làng, A Bảo đi lên từ hai bàn tay trắng, trở thành người có tiếng nói trên sàn chứng khoán cũng như giới kinh doanh ở Thượng Hải. Phồn Hoa thông qua số phận của các nhân vật khác nhau, đã cho thấy bầu không khí chân thực và sống động của thành phố xa hoa bậc nhất Trung Quốc. Không giống như nhiều bộ phim điện ảnh khác từ Ông Hoàng Lãng Mạn Vương Gia Vệ, Phồn Hoa dù cũng lấy tình yêu làm màu sắc chủ đạo, nhưng đó là tình yêu chung với con người và thành phố Thượng Hải. Trong khi đó, các mối quan hệ của A Bảo với những nhân vật nữ khác đều chỉ như những nụ hoa điểm xuyết trên vườn hoa rực rỡ của đạo diễn họ Vương. Mối tình gần với tình yêu hơn cả của A Bảo là với Uông Tiểu Thư, do Đường Yên thủ vai, người luôn mang đến cho anh cảm giác muốn chở che, bảo bọc. Với Linh Tử, do Mã Y Lợi thủ vai, tình cảm ấy giống như hai người bạn tâm giao, cùng nhau tán gẫu những câu chuyện tầm phào của cuộc sống. Còn với Lý, do Tân Chỉ Lôi thủ vai, lại giống như người tình làm ăn, đồng cam cộng khổ cùng anh trong sự nghiệp. A Lạp Thái Của Tôi. Bộ phim truyền hình A Lạp Thái Của Tôi dài 8 tập, được bình chọn là bộ phim truyền hình đột phá của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2024, tạo nên sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội xứ Trung. Bộ phim này khiến khán giả bất ngờ khi nhanh chóng chiếm lấy vị trí số 1 trong số những bộ phim truyền hình ngay khi vừa phát sóng tập 1. Được quay ở tỉnh An Tây, một vùng xa xôi ở Tây Bắc của Trung Quốc, bộ phim dường như đã thu hút giới trẻ nước này, những người đang khao khát thoát khỏi cuộc sống bận rộn, cạnh tranh khốc liệt ở các thành phố lớn. Trên mạng xã hội, người xem đã say sưa chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của An Tây và cho rằng đây là điểm đến chữa lành mới dành cho những người đang mệt mỏi với áp lực của học hành hay công việc. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ miêu tả đầy sắc thái về cuộc sống ở An Tây, nơi có đông đảo người dân tộc Kazakh với truyền thống sống du mục. A Lạp Thái Của Tôi được chỉ đạo quay dựng bởi đạo diễn Đằng Tùng Tùng với sự tham gia diễn xuất của bộ ba diễn viên chính gồm Mã Y Lợi, Châu Y Nhiên, Vu Thích. Phim được chuyển thể từ bộ tập văn xuôi cùng tên của nhà văn Lý Quyên, kể về thiếu nữ Lý Văn Tú, một cô gái dân tộc Hán, lớn lên ở dãy núi An Tây. Cô ấy luôn mơ ước theo đuổi giấc mơ văn học trong thành phố lớn, nhưng lại gặp phải nhiều khó khăn và buộc phải trở về quê nhà sống cùng mẹ mình, người đang kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Sau khi gặp gỡ chàng trai tên An Tây, Văn Tú dần dần khám phá ra vẻ đẹp của vùng đất thảo nguyên rộng lớn này. Tình cảm gia đình ấm áp của mẹ và sự nhiệt tình của người dân nơi đây dần dần khiến cô cảm thấy muốn gắn bó lâu dài với thiên nhiên và con người vùng núi An Tây. Trên Duben, bộ phim A Lạp Thái Của Tôi được chấm đến 8,7 điểm, là một trong những bộ phim có điểm Duben cao nhất năm 2024 cho đến thời điểm hiện tại. Giữ Phượng Hành. Mặc dù thể loại phim tiên hiệp không còn ở thời kỳ hưng thịnh nữa nhưng Giữ Phượng Hành vẫn gặt hái được thành công. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi sở kiều truyện nức tiếng một thời là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Ngay khi lên sóng, phim đã thu hút đông đảo khán giả và đạt thành tích ấn tượng tại hàng loạt bảng xếp hạng chỉ số truyền thông tại Cbiz. Bộ phim được nền tảng Weibo và Khốc Vân công nhận là phim bạo khoản, tức tác phẩm hot có sức ảnh hưởng mạnh mẽ của năm 2024. Bên cạnh đó, nền tảng thống kê Khốc Vân ghi nhận Giữ Phượng Hành trong 5 ngày đều có lượt view tổng mỗi ngày hơn 100 triệu. Trên nền tảng Tencent, phim cũng phá mức nhiệt độ 30.000 chỉ sau vài ngày lên sóng. Với kịch bản chất lượng, dàn diễn viên danh tiếng cùng sự đầu tư khủng, việc Giữ Phượng Hành đã đạt được thành công vang dội là điều không quá khó hiểu. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly, nữ tướng quân của ma giới. Cô bị buộc phải thành hôn với một người đàn ông mình không yêu, vậy nên đã lựa chọn bỏ trốn xuống trần gian để thoát khỏi mối hôn sự này. Trên đường, Thẩm Ly bị trọng thương và gặp nạn nhưng may mắn được Hành Vân do Lâm Canh Tân thủ vai, cưu mang và giúp đỡ. Dần dần, cô đem lòng si mê Hành Vân mà không biết rằng người nọ chính là phàm thân chuyển kiếp của Hành Chỉ, vị thần quân cao cao tại thượng đã ban mối hôn sự hoang đường cho cô. Từ thời điểm này,
mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương nhưng cũng chứa chan hạnh phúc giữa hai nhân vật mới thực sự bắt đầu. Khánh Dư Niên 2. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019, Khánh Dư Niên đã tạo nên làn sóng bùng nổ mạnh mẽ bất chấp việc không có bất kỳ tên tuổi lưu lượng nào góp mặt trong phim. 5 năm sau, bộ phim càng củng cố vững chắc vị thế đặc biệt của mình đối với các khán giả yêu phim Hoa ngữ. Chỉ sau 126 phút phát sóng, phim đã phá 32.000 độ, lập kỷ lục nhanh nhất lịch sử của nền tảng Tencent Video. Những ngày sau đó, phim có hai lần chạm ngưỡng 34.000 độ, là điểm nhiệt cao nhất từng có đối với phim phát sóng trên Tencent. Tính đến thời điểm hiện tại, Khánh Dư Niên 2 đã được nền tảng Weibo và Khốc Vân chứng nhận là phim ăn khách của năm. Dựa trên các chỉ số gồm 33 triệu lượt thảo luận trên Weibo, 564 hot search và 18 ngày có view, Khốc Vân phá 100 triệu. Có thể nói, Khánh Dư Niên 2 chính là một mình xưng đế một phương, chiếm lĩnh thị phần xem phim mà không một đối thủ nào có thể cản đường. Thành tích này là cực kỳ ấn tượng đối với một bộ phim không có diễn viên lưu lượng, cũng không dính dáng đến drama để tăng độ thảo luận. Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị, nội dung của Khánh Dư Niên tập trung vào yếu tố quyền đấu với những tranh chấp chính trị trong triều đình Khánh Quốc. Ở phần 2, nhân vật chính Phạm Nhàn, do Trương Nhược Quân thủ vai, trở về từ cõi chết sau chuyến đi sứ đến Bắc Tề và tham gia nhiều hơn vào những âm mưu chính trị của các lão thần trong triều. Biên kịch đã làm rất tốt việc thay đổi một số tình tiết trong truyện để phim dễ tiếp cận với khán giả hơn. Các âm mưu và những cạm bẫy được xây dựng có chiều sâu một cách lớp lang khó đoán, không bị nửa vời hay đầu voi đuôi chuột như nhiều phim khác. Mối quan hệ phức tạp, có sự ràng buộc cao giữa các nhân vật cũng là điểm nhấn giúp Khánh Dư Niên 2 nhận được sự đánh giá cao của khán giả. Bên cạnh những màn đấu đá không khoan nhượng, bộ phim cũng được yêu thích bởi những phân đoạn giàu cảm xúc về tình cảm gia đình bất chấp sự khác biệt về thân phận hay huyết thống. Tình bằng hữu sống chết có nhau, tình yêu đôi lứa với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Và cũng không thể bỏ qua yếu tố nhân vật cùng sự thể hiện thần sầu của các diễn viên. Phạm Nhàn là nhân vật chính, có thời lượng lên sóng rất lớn, gần như xuất hiện trong mọi cảnh phim nhưng lại không hề gây cảm giác nhàm chán nhờ diễn xuất cực kỳ chắc tay, linh hoạt của Trương Nhược Quân. Những phân đoạn đấu tranh nội tâm hay biểu hiện cảm xúc cao trào, nam diễn viên đều có thể diễn giải rất tốt. Bên cạnh đó, việc Trương Nhược Quân kiểm soát cân nặng tốt hơn cũng đã góp phần đem đến một Phạm Nhàn điển trai, tỏa ra hào quang nam chính vô cùng cuốn hút. Thừa Hoan Ký. Phim chuyển thể từ truyện của Diệp Thư đều nổi tiếng và Thừa Hoan Ký cũng không phải ngoại lệ. Khán giả cho rằng các phương diện của Thừa Hoan Ký từ kịch bản cho đến diễn xuất đều ổn. Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc sống tuổi 29 của cô nàng Mạch Thừa Hoan do Dương Tử thể hiện. Từ bé đến lớn, Mạch Thừa Hoan luôn nghe theo lời cha mẹ, cố gắng làm hài lòng người thân, nhưng sự quan tâm và kiểm soát một cách thái quá của mẹ khiến Thừa Hoan thường xuyên cảm thấy ngột ngạt. Không chỉ vậy, mẹ cô còn luôn hối thúc cô kết hôn sớm khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Mạch Thừa Hoan phát hiện bạn trai lâu năm của mình là Tân Gia Lượng, do Ngưu Tuấn Phong thủ vai, lại là một chàng thiếu gia giàu có. Ngỡ như kết cuộc ngọt ngào của chuyện tình Lọ Lem và Hoàng Tử, thì sự chênh lệch quá lớn về gia cảnh đã khiến tình cảm của cả hai đi vào ngõ cụt. Không chỉ chuyện hôn nhà và gia đình đều không như ý, Mạch Thừa Hoan còn gặp khó khăn trong công việc khi vị sếp mới đến Diêu Chí Minh, do Hứa Khải diễn xuất, luôn kiếm chuyện gây khó dễ cho cô. Sau khi liên tục bất hòa với mẹ về chuyện hôn nhân và cuộc sống, Thừa Hoan quyết định rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập. Sau khi rời khỏi căn nhà quen thuộc suốt gần 30 năm, Mạch Thừa Hoan chuyển đến sống tạm ở nhà bà nội kế cũng là bà của Diêu Chí Minh. Tại đây, cặp đôi Diệp Thừa Hoan và Diêu Chí Minh lại có nhiều thời gian gặp gỡ và trải qua nhiều tình huống bi hài. Mối quan hệ giữa Mạch Thừa Hoan và Diêu Chí Minh cũng ngày càng tiến triển khi gỡ bỏ nhiều hiểu lầm không đáng có. Từ cặp đôi oan gia luôn cãi nhau, cả hai trở nên gắn bó làm việc ăn ý. Thậm chí, Diêu Chí Minh còn âm thầm theo dõi và bảo vệ cô nàng trong công việc. Mạc Vũ Vân Gian. Vốn dĩ, Mạc Vũ Vân Gian không được kỳ vọng quá cao, thậm chí từng bị nghi ngờ sẽ tạo drama để tăng nhiệt do phim được sản xuất bởi Vũ Chính. Nhưng người tính không bằng trời tính, bộ phim đã khiến khán giả phải có cái nhìn khác chỉ sau 5 tập phát sóng đầu tiên. Bộ phim này cũng chính là hắc mã thành công nhất của màn ảnh Trung Quốc trong nửa đầu năm 2024. Chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Gà Thiên Kim, Mạc Vũ Vân Gian xoay quanh hành trình báo thù của Tiết Phương Phi do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai. Cô vốn là con gái của tri phủ huyện Hoài, cũng là một tài nữ có tiếng. Tiết Phương Phi cãi lời cha để được gả cho Thẩm Ngọc Dung do Lương Vĩnh Kỳ thủ vai khi anh còn là sĩ tử bình thường, không chức vị gia thế. Nhưng sau khi đỗ đạt làm quan, Thẩm Ngọc Dung vì địa vị và tính mạng bản thân đã hại chết vợ rồi đem chôn sống. May mắn thoát chết, nàng gặp gỡ với Khương Lê Nhị tiểu thư của phủ tướng quốc vì bị mẹ kế đổ oan mà phải sống xa gia đình suốt hơn 10 năm trời. Sau khi Khương Lê qua đời, Tích Phương Phi nhận lấy thân phận Thiên Kim tiểu thư, danh chính ngôn thuận trở về Khương phủ,
quyết tâm đòi lại công bằng cho Khương Lê và chính bản thân mình. Từ đây, bộ phim mở ra những mối quan hệ cực kỳ bất thường và vô số drama đầy kịch tính, khiến người xem đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Hai nhân vật chính Ali, tên gọi khác của Tiết Phương Phi, và Túc Quốc Công Tiêu Hoành, do Vương Tinh Việt thủ vai, có quan hệ mập mờ với nhau. Vốn chỉ vì lợi ích nhưng sau đó lại nảy sinh sự đồng cảm và tình yêu sâu sắc. Cặp đôi chim chuột Thẩm Ngọc Dung và Trưởng Công Chúa Uyển Ninh, do Lý Mộng thủ vai, cũng đặc sắc không kém. Uyển Ninh vì yêu người đã có thê tử, đem thân phận của mình ra để ép hắn hạ sát người vợ Tào Khang. Thẩm Ngọc Dung sau khi được Trưởng Công Chúa chiếu cố thì thăng quan tiến chức, trở thành tình nhân của cô, bị cô hành hạ rồi châm chọc không ngừng. Hay như một mối quan hệ khác cũng không được chính danh cho lắm, Hoàng thượng và Phi tần Tiền Triều. Nhiều người cho rằng, hiếm có bộ phim cổ trang nào lại dám khai thác những mối quan hệ khác thường mà vẫn cuốn hút và không hề có cảm giác đi ngược với giá trị nhân văn như Mặc Vũ Vân Gian. Trên đây là những bộ phim được bình chọn là hay nhất nửa đầu năm 2024. Bạn đã xem được những bộ phim nào trong danh sách này? Bạn cảm thấy những bộ phim đó như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video kế tiếp. See you!